Rồi, ở đây có bốn bạn người cá sơ sinh sẽ thi cái phần thi đặc biệt. Đó là bốn bạn người cá sơ sinh chưa biết bơi. Nhưng mà Tiêu sẽ hướng dẫn cho các bạn biết bơi trong hôm nay luôn, làm theo những lời Tiêu nói nha. Làm đúng thì mấy em mới mau biết bơi được nha. Rồi mấy em cùng nhau hả miệng ra, hít hơi vào, nín thở lại, đếm 1, 2, 3 thở ra bằng mũi trong nước. Rồi làm như vậy đúng 10 lần cho Tion. Bạn nào làm tốt nhất Tion sẽ chấm điểm cao nhất. Bắt đầu. Em 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. Đúng 1 lần. Nín thở 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. Rồi ngẩng mặt lên hả miệng hít hơi vào. Bạn này làm chưa được lắm. Rồi tôi sẽ quay lại. Ngẩng mặt lên hả miệng ra hít hơi vào. Úp mặt xuống nín thở 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. Ngẩng mặt lên hả miệng ra hít hơi vào. Bạn này làm tốt. Ngẩng mặt lên 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. Ngẩng mặt hả miệng. Ngẩng mặt là hả miệng liền nha. Bạn này chưa được nè. Khi ngẩng mặt lên hả miệng ra liền. Đầu cúi xuống không được ngẩng mặt lên cao quá nha. 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. Ngẩng mặt lên, cúi mặt, hít hơi vào bằng miệng. 1, 2, 3 ngẩng mặt hả miệng hít hơi vào. Rồi bạn này làm tốt rồi. Rồi mấy em làm đúng 10 lần hết cho Tion. 10 lần rồi đúng không? Rồi ở cái phần tập luyện thứ nhất này anh cho bốn em 10 điểm. Phần tập luyện thứ hai nghe rõ nha. Bắt đầu hít hơi vào, nín thở lại, nổi đuôi lên ngang mặt nước, đếm 1, 2, 3 rồi thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên lại. Rồi hai tay mấy em vịn lên thành hồ giống như vậy. Đúng rồi, hả miệng ra hít hơi vào, úp mặt xuống nín thở, đếm 1, 2, 3 thở ra bằng mũi rồi ngẩng mặt lên hả miệng ra hít hơi vào. Đúng rồi, em làm đúng rồi. Ngẩng mặt lên hả miệng hít hơi vào, úp mặt xuống nổi người lên ngang mặt nước, nín thở nổi người ngang mặt nước, nổi người ngang mặt nước, đếm 1, 2, 3 thở ra bằng mũi rồi ngẩng mặt lên hít hơi vào. Làm lại. Hai bạn bên này làm rất là tốt nha, còn hai bạn bên này thì chưa tốt. Nín thở nổi đuôi lên ngang mặt nước, nổi đuôi lên, rồi đếm 1, 2, 3 thở ra bằng mũi rồi ngẩng mặt lên hả miệng hít hơi vào. Rồi bạn này làm tốt lên nhà các bạn ơi. Em sao 10 lần nữa rồi hả? Làm lại một lần cho anh coi thử đúng không? Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi lên ngang mặt nước. 1, 2, 3 thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên hả miệng hít hơi vào. Đúng rồi, cho em 10 điểm tiếp. Rồi em kiểm tra nè, em làm lại anh coi. Cho em một cơ hội lần cuối. Nâng đuôi lên ngang mặt nước, đếm 1, 2, 3 thở ra bằng mũi ngẩng mặt. Khi anh nói em nâng đuôi lên ngang mặt nước, trong lúc nâng đuôi em lại thở ra bằng mũi nên em bị chìm. Nâng đuôi lên ngang mặt nước là nín thở, nhớ chưa mấy em? Rồi cho em 8 điểm. Cho em cơ hội làm lại đó, làm lại đi anh chấm điểm lại. Hả miệng ra hít hơi vào, úp mặt xuống nổi đuôi lên ngang mặt nước, đếm 1, 2, 3 thở ra bằng mũi ngẩng mặt hả miệng. Ok, cho em 10 điểm. Nha, tôi luôn tạo cơ hội tặng điểm 10 cho mấy em mà mấy em không chịu nghe lời tôi, làm cho đúng là mấy em thua đáng chịu. Rồi, tới phiên em này. Em được mấy điểm? Ngẩng mặt hả miệng hít hơi vào, úp mặt xuống. Nín thở, nổi đuôi lên, nín thở, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Cố gắng lên. Chà, cái đuôi nổi lên không nổi rồi. Cho em làm lại. Rồi. Rồi đó. Rồi, hả miệng ra hít hơi vào. Thấy tôi dít cái đuôi em lên được không? 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi ngẩng mặt lên, hả miệng, hít hơi vào. Rồi làm lại. 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi ngẩng mặt lên, hả miệng, hít hơi vào. 10 lần nha. Anh kiểm tra lại em nè. 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, ngẩng mặt. Rồi, cho 4 em 10 điểm tiếp nha. Nghe rõ. Phần thi thứ 3, hít hơi vào, nổi đuôi lên ngang mặt nước, đếm 1, 2, 3 thở ra bằng mũi là làm tốt rồi đúng không?
Và bây giờ mình sẽ có thêm cái phần là lắc nhẹ cái đuôi, là hít hơi vào nổi đuôi lên ngang mặt nước, cái đuôi ngang mặt nước rồi mấy em lắc nhẹ đuôi một cái, nâng cái eo lên. Đúng rồi, kìa nhìn bạn này làm được nè. Rồi, lắc đuôi nhẹ eo một cái. Rồi, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Làm cho mấy em coi nè. Nổi đuôi lên ngang mặt nước giùm anh. Nổi đuôi lên. Hít hơi vào úp mặt xuống nổi người lên. Hít hơi vào úp mặt xuống nổi người lên. Rồi lắc nè, nâng eo nè, lắc cái eo một cái nè. Nâng cái mông lên. Nghe rõ không? Nâng đuôi lên ngang mặt nước, nín thở. Lắc nhẹ eo một cái, đếm 1 2 3 thở ra bằng mũi. Ngẩng mặt lên, hít hơi vào tiếp, làm lại 10 lần cho anh thấy được mới chấm điểm được. Bắt đầu lại từ em này 10 lần. Nổi người lên. Ui em chưa có để luôn, làm ngay làm lại nha. Làm lại. Nổi đuôi lên ngang mặt nước. Nổi đuôi chứ không có ngẩng mặt lên. Nổi đuôi lên ngang mặt nước. Lắc nhẹ đuôi đến 1 2 3 thở ra bằng mũi. Rồi, em này làm cho anh coi anh chấm điểm. Nhanh lên, nhanh lên. Hít vào úp mặt xuống. Nổi đuôi lên ngang mặt nước. Nâng eo lên một cái. Không có co đầu gối, chỉ là nâng cái eo lên thôi. Nâng cái eo nha. Phần này chắc chấm điểm khó quá. Nổi đuôi lên cái đã. Các bạn thấy không, trở thành người cá đâu phải dễ đâu các bạn. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi người lên. Lắc nhẹ cái eo, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên, hít hơi vào, làm 10 lần. Bắt đầu em. 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, ngẩng mặt, hít hơi vào. Rồi, cho em 10 điểm, rồi tới phiên em này. Em làm tiếp. Em làm tiếp cho xong. Mấy bạn nào chưa làm được thì nhìn bạn này. Không co đầu gối nha. Nâng cái eo lên nha. 1, 2. Không co đầu gối. Nâng eo lên, nhẹ nhàng nâng eo lên. Nổi đuôi ngang mặt nước. Rồi cho em 5 điểm. Bị co đầu gối. Tới phiên em này. Úp mặt xuống nước. Nổi đuôi lên ngang mặt nước. Nhanh lên. Lắc em một cái, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi cho em 5 điểm luôn. Rồi tới phiên em này. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Nổi đuôi lên, cái đuôi nổi lên ngang mặt nước đã. Cái đuôi không nổi lên được rồi, thở oxy ra quá trời ơi, lãng phí quá à. Rồi xong, chìm luôn á em. Rồi cho em 5 điểm luôn, ba bạn này 5 điểm. Rồi tới phần thi thứ tư là phần thi cuối cùng. Chúng ta sẽ cộng điểm lại và tặng quà nha các bạn ơi. Bây giờ các em tập cái động tác tay cho đúng. Rồi anh sẽ cho thi cái phần thứ tư là phần cuối cùng. Là một người thường biến trở thành người cá trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Bạn nào mà làm được anh sẽ tặng tay bơi của người cá cho các em. Để sửa kỹ thuật tay bơi đúng cho các em hơn nữa. Để xem ai có tố chất trở thành người cá. Người cá học gì cũng lẹ hết trơn á. Để coi. Rồi nâng tay lên. Thả miệng ra, hít hơi vào. Úp mặt xuống. Đếm 1, 2, 3. Thở nhẹ hơi ra bằng mũi. Kéo tay qua, ngẩng mặt. Thả miệng, hít hơi vào. Đúng rồi. Cái tay của các em, gồng cái tay của các em lên. Giữ thẳng bàn tay, cổ tay và phần cùi chỏ này. Mấy em phải làm sao mà nó giống như là giữ thẳng với nhau, không có được co nó lại, không được co cổ tay lại nha. Rồi bắt đầu. Úp mặt xuống đi mấy em. Đếm 1, 2, 3, thở nhẹ ra bằng mũi. Rồi kéo tay qua, ngẩng mặt, thả miệng. Hít hơi vào. Úp mặt xuống nha. Làm lại. 1, 2, 3, thở nhẹ ra bằng mũi. Kéo tay, ngẩng mặt, thả miệng. Hít hơi vào, úp mặt xuống. Rồi hầu hết các em làm chưa có đúng lắm. Bây giờ anh sẽ vô làm mẫu cho các em xem nha. Rồi làm đúng như vậy rồi bắt đầu xuống nước thi cái phần số 4 cho Tion.
tập trung nha, nghe rõ nha. Làm, hít hơi vào, nổ đuôi lên, lắc đuôi một cái, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, xong rồi kéo tay, giống như cái bài tập kéo tay tôi mới vừa hướng dẫn. Kéo tay qua, ngẩng mặt lên, hả miệng ra, hít hơi vào nha. Rồi, tay các em vịn thành hồ. Khi mà các em thở mũi ra, các em buông tay ra khỏi thành hồ mà kéo tay để ngẩng mặt lên nha. Được không? Làm mẫu 3 lần cho tôi xem thử đi. Rồi bắt đầu vô thi nha. Chân thở ra, tay hít hơi vào, nhớ chưa? Chân. Rồi, hít hơi vào đi mấy em. Úp mặt xuống, nổ đuôi lên. Đếm 1. Rồi lắc đuôi một cái, nhẹ đuôi một cái. Đếm 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. Rồi kéo tay ngẩng mặt hít hơi vào. Khi mà muốn hít hơi vào, mấy em phải kéo tay qua ngẩng mặt hít hơi vào. Đúng rồi. Bạn này có thể làm tốt nè. Rồi hai bạn này, lại. Làm đi, tập đi. Lắc đuôi một cái rồi đó. Đếm 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. Kéo tay. Rồi kéo tay giống như bài nãy. Kéo tay qua ngẩng mặt hả miệng hít hơi vào đi mấy em. 1. Đúng rồi. Khi ngẩng mặt lên hít hơi vào là phải kéo tay qua ngẩng mặt nha. Thì em buông cái tay ra khỏi cái thành hồ đó rồi kéo. Nè bạn này làm gần được rồi nè. Đúng rồi. Khi mà kéo tay là ngẩng mặt hả miệng hít hơi vào nha. Rồi bắt đầu đi. Mấy em cách xa nhau một chút để kéo tay ngẩng mặt cho nó dễ. Rồi bắt đầu tôi chấm điểm luôn. Sẵn sàng thi chưa? Sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng chưa? Rồi thi từng bạn trước. Thay lên làm 10 lần cho mấy bạn xem. 10 lần. Trong lúc 10 lần đó anh sẽ chấm điểm luôn. Rồi, hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi người lên ngang mặt nước. Rồi, lắc nhẹ đuôi đến 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, kéo tay ngẩng mặt, hả miệng. Rồi, một lần rồi, đúng một lần rồi. Dịnh vô thành hồ rồi làm tiếp. Nếu mà, đó, nè nhìn bạn kìa. Đúng rồi, Helen. Tốt lắm. Mất thăng bằng thì dịnh vô cái thành hồ để cân bằng trở lại nha. Anh cho phép mấy em dịnh vô thành hồ và anh sẽ chấm điểm đẹp nhất trong 4 em. Bạn nào đẹp nhất tôi cho điểm cao. Thôi để Helen làm xong đã. Rồi cho bạn Helen 10 điểm. Rồi tới phiên bạn này. Làm lại. Không có co đầu gối. Lắc em một cái đến 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. Rồi thôi cho em 5 điểm. Rồi tới phiên em. Nổi người lên ngang mặt nước đã. Hít hơi vào nổi lên ngang mặt nước đã. Rồi mới đếm. Rồi lắc em một cái đếm 1, 2, 3. Rồi mới thở nước ra kéo tay ngẩng mặt hít hơi vào. Rồi anh bắt đầu chấm điểm em nè. Nổi người lên. Anh cho em cơ hội lần cuối. Một lần cuối. Nổi đuôi lên. Rồi lần này bạn này cũng không làm được luôn. Anh cho em 5 điểm luôn. Rồi tới phiên em. Nổi người lên ngang mặt nước. Sắp nổi rồi. Cố gắng nổi lên cho anh coi coi. Rồi nổi rồi đó. Giỏi lắm. Rồi lắc em một cái đếm 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. Thế sao uống nước luôn vậy? Làm như cá mập phun nước vậy trời. Rồi làm lại. Nổi đuôi lên. Rồi kỳ này bạn ấy nổi tốt quá các bạn ơi.
rồi lắc nhẹ eo, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Anh cho em lần này lần cuối nha. Rồi bắt đầu vô. Rồi anh cho em 5 điểm luôn. Rồi anh xin thông báo trò chơi kết thúc. Người có thể biết bơi nhanh nhất trong ngày hôm nay đó chính là bạn Helen. Và bạn ấy sẽ được tặng một tay bơi người cá. Bạn Helen ơi, đây, tặng cho bạn Helen. Xong rồi hồi bạn đeo vô cái tay bơi, bạn kết hợp thở ra bằng mũi. Rồi cái tay bơi này sẽ giúp em bơi đúng kỹ thuật 100% và em có lực kéo nước để nổi mặt lên hít hơi vào dễ dàng, chịu không? Coi chừng rớt cái sợi dây trong đó nha. Rồi, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại sự kiện người cá dành cho sơ sinh lần sau.